Vâng, một chiếc xe tập lái, một chiếc xe chỉ có hơn 50 triệu đồng một tí thôi. Một chiếc xe mà dành đến cho tất cả mọi người, quý khách hàng, bà con, cô bác nào đang có nhu cầu muốn sở hữu chiếc xe này về tập lái, tránh mưa, tránh nắng, thì đây là một chiếc xe mà theo em nghĩ thì nó cũng khá là hợp lý với cái tầm tiền hơn 50 triệu đồng. Vậy thì quý khách hàng, bà con, cô bác, anh chị em nào có nhu cầu sở hữu về chiếc xe Daewoo Lalot 2002, một trong những chiếc xe tiên phong đi đầu của nhà Daewoo sau này chuyển thành Daewoo Lumia hay Daewoo Lacetti. Đó. Vậy thì quý khách hàng, bà con, cô bác, anh chị em nào muốn sở hữu chiếc sedan hai đầu cực kỳ đẹp như thế này thì hãy nhớ nhấc máy lên và alo trực tiếp cho Thanh của Tuổi Phòng. Để nói thì đời 2002 lá lốt hơn 50 triệu một tí mà cực kỳ đẹp thì nó thật là không có, đúng không ạ? Nhưng để mà nói về cái tầm tiền như thế này mà đi được, tránh mưa, tránh nắng, đi công trường, công trình vất vả hay tập lái thì đây cũng là một chiếc xe khá là hợp lý. Tiền thì rẻ bằng một chiếc xe máy thôi, nhưng khi động đến ô tô thì các bạn cũng lên cân đối một chút về cái tầm tiền để chúng ta mua. Chi phí sửa chữa, chi phí đăng kiểm, xăng cộ, nói chung là nó hơn nhiều so với những dòng xe máy. Nhưng cái tầm tiền chi phí chúng ta bỏ ra ban đầu thì nó chỉ bằng một chiếc xe máy thôi các bạn ạ. Ngày hôm nay thì Tuấn Anh sẽ giới thiệu đến cho tất cả mọi người một chiếc xe Daewoo Lalot 2002. Một chiếc xe thương hiệu của nhà xe Hàn Quốc Daewoo. Và chiếc xe được trang bị khối động cơ 1.6. Với giá hiện tại thì bên em đang chào bán là 56 triệu đồng. 56 triệu đồng thì quý hàng đã sở hữu được một chiếc xe Daewoo Lalot biển 14L8348 và đăng kiểm chiếc xe thì còn đến tháng 7 năm 2022. Và trên chiếc xe này thì được trang bị một nút sơn màu trắng dán tem đen, cũng khá là hợp lý cho mọi người. Bên trong xe thì được trang bị nội thất là ghế da, màn hình cam lùi, cam hành trình, không thiếu cái gì trên chiếc xe này. Lốp của chiếc xe thì được trang bị hệ thống la răng sắt và được ốp nhựa đầy đủ hết theo xe. Đó, đăng kiểm thì đến tháng 7 năm 2022. Và với cái giá tiền 56 triệu đồng là quý khách hàng đã sở hữu được một chiếc xe Daewoo Lalot 2002, một chiếc xe số sàn 1.6 tập lái thì rất là ok cho mọi người. Phía sau xe thì được trang bị một cái cản đuôi gió, một cái đuôi gió cũng khá là hợp lý và rất là khỏe xe như thế này. Đó, đèn pha, đèn hậu của nó thì không có cái gì bị ố, bị vỡ cả. Nhưng mà theo thời gian sử dụng thì nó cũng theo màu thời gian thôi. Còn xe thì cam kết cho tất cả mọi người là không có đâm đụng tai nạn nặng và không ngập nước. Còn va quẹt với chiếc xe này thì chúng ta cũng không thể cam kết được một cái gì bằng văn bản giấy tờ cả, vì nó đã qua rất nhiều năm sử dụng. Hơn nữa thì chiếc xe cũng là một chiếc xe có thể nói là tập lái rồi. Đó, nội thất chiếc xe thì nó cũng được nhằng nhằng như này thôi. Nội thất của chiếc xe thì được trang bị nội thất áo ghế bằng da. Vô lăng của nó thì cũng khá đẹp và trang bị cả màn hình, đầu đài cam lùi. Và dòng lá lốt này thì được trang bị thêm hai kính điện phía trước thôi, chứ không có kính điện phía sau. Keo chỉ thì chỗ còn chỗ mất. Đấy, keo chỉ chỗ còn chỗ mất, gọi là keo chỉ lôm nhôm. Còn cột kèo của nó thì cam kết cho quý hàng là cột kèo còn nguyên zin, không có lật, không có chổng vó lên rời hay là không có đâm đụng tai nạn nặng gì. Đó các bạn nhé, Tuấn Anh nói luôn là như thế, chứ còn nó keo chỉ cái dòng này thì nó là lôm nhôm thôi. Đó, vậy quý khách hàng nào có nhu cầu về cái chiếc xe lá lốt này thì hãy nhớ nhấc máy lên và alo ngay cho anh. Đó, chỉ 5-6 triệu thì nó chỉ được như vậy thôi, chứ không thể nào mà hơn được nữa rồi. Tuấn Anh khẳng định với các bạn là không thể nào hơn được nữa rồi. Có 56 triệu đó, dành cho các bác nào gọi là tập lái tránh mưa tránh nắng, hay là ấy đi đôi 3 tháng hay là 5-7 tháng, hay đi tập lái xong có thể là bán đi lấy gọi là lấy cái tiền mình thuê xe thôi. Đó, chứ còn đâu dòng này thì nói chung là cũng không thể nào mà đẹp mỹ mãn như là những chiếc xe tiền trăm, tiền chục được, tiền trăm được. Đó, rất là đẹp cho mọi người. Bỏ ra số tiền nó chỉ có bao nhiêu ạ? Hơn 50 một tí thôi, 56 triệu đồng. 56 triệu đồng là quý khách hàng đã sở hữu được chiếc xe lá lốt như thế này. Đó, anh em nào về thích độ lên thì sơn lại hết tắp đô tắp ni. Mà nói thật với các bác là nó xấu xấu như thế này thôi, nhưng mà chạy thì rất là chắc. Và nói thật với các bác, nếu các bạn mua chiếc xe này về nó xác định là đi công trường hay tập lái thì cũng đừng nên sửa sang cái gì. Nói thật là chỉ thay dầu thay mỡ mà chạy thôi, chứ có đâu sửa sang vào thì với cái dòng này lôi ra thì sửa. Và gala ấy, thì gala cứ tàn thiết tờ 10 triệu, 15, 7 triệu, mới lại 20 triệu. Thực ra thì xong rồi đến lúc các bác lại bảo là ôi giời ơi, mua con xe của bác về sửa mất 20 triệu. Nhưng mà em cũng hỏi thật đơn là các bác sửa cái gì ạ? Đúng không ạ? Những cái dòng xe này các bác đi sửa làm gì? Nó thật, hỏng đâu chúng ta sửa đó, hỏng đâu chúng ta sửa đó.
ví dụ cái sóc cái xiếc đấy, cái sóc cái xiếc mà nó có bị dơ hay là nó bị bào mòn rồi thì chúng ta cũng có thể là đi thay nó. Nhưng mà xay sóc thì nó rất là rẻ thôi, chứ còn đâu mình thay cái gì nữa. Máy của nó vẫn ngon lành, vẫn bổ rẻ, vẫn chạy ổn định. Thì chúng ta sửa làm gì, đúng không ạ? Sửa làm gì ạ? Em nói thật, sửa làm gì? Nó mất tiền nha. Vì các bác chưa chắc là các bác đã sửa xong mà các bác đi được thời gian lâu đâu ạ. Em nói thật với các bạn thì thế luôn, chưa chắc là sửa xong mà đã đi thời gian lâu đâu. Đó, có khi là mình sửa xong rồi đi vài tháng mình lại bán thôi. Nước ở cái phần này. À, tất cả khoang cốp của nó thì cũng khá là rộng rãi cho mọi người. À, khoang cốp của nó thì khá là rộng rãi. Dòng này thì chắc sơn đi sơn lại 8 lần rồi. À, 8 lần rồi chứ chưa nói gì cả. À, la răng này. À, lốp dự phòng thì em sẽ kiếm cho các bác một quả lốp dự phòng. À, các bạn nhé. Đây là phần gầm. Gầm bệ ra đây các bác nhé. Đấy, quá là ok cho mọi người. Quá là ok cho mọi người. Rất xịn sò. Đó, anh em có thể nhìn thấy được đây. Em nghe điện thoại thì các bác nhé. Alo. Em nghe đây ạ. À, 16 chỗ thì nhà em lại không làm 16 chỗ anh ạ. Vâng anh nhé. Dạ dạ. Em chỉ làm những cái dòng xe 5-7 chỗ thôi, chứ còn đâu 16 chỗ thì em không làm các bác nhé. À, giờ chúng ta sẽ vào xe và lổ máy lên, à, xem thử xem nó như thế nào. Tóm lại thì đây cũng là một chiếc xe tập lái thôi, các bác cũng không quá quan trọng về cái hình thức bên ngoài một tí. Miễn sao là cứ lổ lên, máy lổ cái là ăn ngay. Điều hòa mát là ok rồi. Đấy, máy lổ cái lên ngay các bạn nhé. Vâng, trên đây thì nó có một cái màn hình cam hành trình. À, cam hành trình này, à, rẻ rẻ thôi nhưng mà nó có cam hành trình và có cả cam nùi, màn hình đầu đài, à, cam nùi nét căng luôn các bác này, cam nùi nét căng luôn, à, tất cả hệ thống táp ly chiếc xe thì còn khá là đẹp cho mọi người, khá là đẹp, trần thì vẫn trần nỉ, nói chung là đi được. Tóm lại là đây là một chiếc xe cũng tạm ổn để cho chúng ta đi tránh mưa tránh nắng thôi. À, kính điện kính nước của nó lên xuống ổn định luôn. Đó các bác nhé. Đấy. Còi rất là to luôn đúng không ạ? Còi rất là to luôn. Chả biết lắp cái gì vào gây đây. Đó, đầu đài màn hình này, điều hòa khá mát. Giờ chúng ta sẽ xuống mở phần khoang máy lên để kiểm tra về cái máy của chiếc xe xem chất lượng máy thế nào. Đấy, máy thì vẫn đang đóng điều hòa đấy. Có thế nào thì quay như thế cho nó các bác, cho máu hẳn đi thôi đúng không ạ? Đèn thì được trang bị đèn salon nhá, ánh sáng trắng này, cực kỳ đẹp và sáng buổi tối nhá. Trông đẻ đẻo này thôi mà những chiếc xe nhiều tiền chưa chắc đã sáng mà chiếc xe này đâu. Đấy các bạn nhìn thấy đây. Chưa chắc xe nhiều tiền đã sáng mà chiếc xe này đâu. Vâng, đây là phần khoang máy của chiếc xe này. Xe này trang bị động cơ E-Tech. Đó, máy của nó thì đây các bạn nhé. Qua rất nhiều lần sử dụng như máy lổ thì khá là êm đấy, khá là sạch sẽ và đẹp đẽ luôn này. Với chiếc xe này thì bọn em viết giấy mua bán cam kết của cửa hàng là xe không có đâm đụng tai nạn, không có tranh chấp pháp luật, không có ăn cắp ăn trộm. Nếu có vấn đề gì về pháp luật thì bên em sẽ có hoàn toàn chịu trách nhiệm đó. Bọn em sẽ có thể thu hồi lại chiếc xe. Đấy, cho mọi người. Nên là mua chiếc xe như thế này, các bạn chỉ cần bên em viết giấy mua bán cam kết chuẩn chỉnh là chiếc xe này đã mua được cả bên em luôn. Đó là ok, có đóng dấu, có ký nháy của cửa hàng luôn. Vâng, với cái giá chỉ có 56 triệu đồng thôi mà quý khách hàng đã sở hữu về chiếc xe lá lốt 2002, một chiếc xe có thể nói là cực kỳ đẹp cho tất cả mọi người và quý khách hàng để mua về chạy gia đình. Vâng, vừa rồi thì Tuấn Anh cũng đã giới thiệu cho mọi người về chiếc xe 56 triệu. Cảm ơn tất cả mọi người, quý khách hàng, bà con, các bạn, chị em đã quan tâm, theo dõi và đồng hành cùng em. Một lần nữa, xin chào và cùng lại quý khách hàng ở những video tiếp theo của chương trình. Xin chào và cùng lại quý khách hàng ở những video tiếp theo.